Cái máy này là quay vô bên này đi, anh đến từ đâu má, quay cái nguyên đi, trời ơi nó bị cháy luôn á. Lên Long An, Long An Đức Huệ Long An rồi. Ok, quay hôm nay anh đến đây là anh lấy con 105 ha. Quay đi là bây giờ cái máy này thì bảo dưỡng là em sẽ làm lại hết cho anh không, là cái nhất là dàn chân đây là sơn mới không, sơn mới lại toàn bộ hết, kiểm tra lại hết cho mình đó. Thoát thùng này là kiểm tra lại, thay lưới đập lại mới hết nè, vệ sinh làm mới, máy này là làm lại như mới cho mình đó, bơm số là kiểm tra hết. Wow, này là sửa nghe ngắn là hết bông cuốn, là mở ra kiểm tra đạn bi là hết cho mình luôn, bơm số là kiểm tra miễn phí đó. Mấy cái nào ấy là em làm lại hết anh ơi, không cái này Đức có con cộng nè, cái này nữa em đổi con khác cho anh bình thường. Nói chung mấy lần này con nào mà nó mỏng quá em thay mòn thay hết cho anh, con nào nó ghim về còn dày để lại sơn lại màu dùm luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đâu có để gì, em làm lại như mới mà đâu có để gì, con đen con đỏ con đen, đúng rồi, làm nó đều nó hết chứ, như dạng chân mới thôi. Trong nó cũng có hai con, đúng rồi, cái nào ấy là làm lại hết. Em làm lại hết mà, mở bung cái lấy cái thành này ra ngoài luôn, ép lại đi làm lại hết, làm cái dạng chân là cho nó ngay ra luôn, xong rồi mới làm mới rồi mới lắp vô. Dạ đúng rồi, đúng rồi, yên tâm. Dạ, cái hàm này thì mở ra lại hàm là nguyên dàn dĩa thì hàm này mở ra, nếu như mà nó mỏng quá thì em lót lại cho anh luôn, yên tâm đi. Kèo cái báo dậu nè, đã báo rồi, cái con cuốn nó đổi một đèn này. Không, con cuốn này nếu mà nó mở ra mà nó mỏng quá vậy á, em đổi cái cho anh khỏi buồn. Đổi cho nha, kiếm đổi cho anh trong đi. Rồi. Em ba chiếc, bốn chiếc em bắt đầu. Rồi, ok. Cảm ơn anh trai.